Năng ấy nhóm chọn bằng hai đi từ mùi screen class chọn ở screen nó nhóm thư ban và chia anh vậy ta vì bài sắp phía rơi buồn vì chất hai đấy nơi chọn này nè năng ấy chọn ở nhóm vô nhóm năng bằng hai step step viết chọn là screen ở tập bộ này tập bộ như từ từ ca log in viết bây giờ là toàn miễn thế dương thực ca log in tam lấy tủ sắp thì dùng trả khoản khi chúng là nó ở bởi account khi tế này nhóm design nắng nắng này chân verify code hơi đọc về chương ban sắp xét chương ở kê tự can register môi tiện và hãy đi sign in mà miền hãy dùng sign in để chủ sắp trách tất mà này được như ta chưa có phép sign in và hãy dùng châu máu dùng việc châu máu ở màu lại ní và xanh chỉ việc toàn mình ở class rồi môi có classroom là toàn bàn bạc cao tế vì nâng đồ chênh vào tiền này hay anh ấy bụt tông này ai chọc tới dân thư ca bạc cao nơi là chẳng nơi lơ này vì mình bụt tông môi à dì nhà bốc này chẳng nơi bây giờ dân chọc nhà bốc vì nâng đồ xu với dân ta dân chọn bạc cao khá rồi môi có chọn khá ngày à chọn khá nhóm nâng dậy tỏ bị screen một tiếng chẳng bà bạc cao khá vì màu này và chúng bậc cao class màu này class để tạo bậc cao là mình ấy thế mình nhầm nhầm giờ tam Google Classroom trả đấy class name description section room hay năng sắp chỉ ấy chúng ta hay dùng bậc cao thoải mái ta tới mà hay chẳng đọc về dùng bậc cao thấy này screen nắng cho mà screen này vẫn cứ screen đại tha dùng bậc hà không dùng miền bậc cao class hay class viên năng lộ trình màu chúng luôn class năng ấy thấy apple vì nó random, tại random nó random để ha dạng là chưa bắt cá từ bông po ấy vì dùng random po ha nó bị chua po là ngay, vì này nó không để tập bấy nhiêu thời dùng dùng từ store po này, và hay nó lớn ní vì mình action phí cho mùi action edit cho mùi năng action delete, chẳng action edit ní vì ai tìm mà cho nó ní bàn, của ní tôi khiến để tơ mùi screen cho mùi tiết, chẳng là ní à cái này cho edit ní ai mouse screen ní bạn được kia và phần tay xem rap ta admin này nè ai cài bạn trong ô tô ta lấy nhom chạy từ screen ở class nhom mùi nắng nhom nhom chỉ được bốn viên đường lô cho một căn main page rồi bỏ master này 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 master e-commerce zone mùi nắng bạn hay anh đi chỉ thay thò này nhom thế hay một hết hành chân là không nắng nhom chạy trên chữ bay thép tại thép đi mũi dương ai dương ai vì mình thêm nhóm dạy thêm hàng cao thành chẳng thêm hàng cao nếu nhóm sầm đai nhóm miền phèm thép chẳng là thêm tim mũi nếu nhóm trong miền này tha chỉ tham lại à là biết tha chỉ tới vay vay trong để dùng post của video mà năng mà mình tha post chỉ file mình tha post chỉ assignment mình tha post chỉ homework ấy video mà năng mà bà năng ấy phía video mà năng chăm chỉ vì cho mà nằng chẳng là không là thêm timeline và nhóm nâng nhóm miền bay ở bay thêm thẳng lờ tiền chẳng là không bay thêm nâng nhóm miền ở thiếu expire mùi planning và hãy chúng pu thiếu nếu miền đây tha để biết pha item và nhóm này nhóm bán phố vì nó thật là không ngay ở toàn expire và tự hay ở anh ấy họ là nhóm trong nhưng mà trong thực tế ít ra còn trong ad comment bởi admin thì tối nhé only admin cơ là tại ai comment lên được mà chạy tới xe cho tới screen comment ấy xem thì chân tới và ta nên cơ thể viêm mình chạm bạch tới nhóm ai nhóm ai nhận độ tranh nhận rằng và chẳng cho đó thêm tp nơi non timeline đấy cứ thêm expire mình thấy tham vậy vậy đây bạn expire cứ nơi non năng đó và không nó ngon chẳng tại spy hay con sân là biết tha member ở ai cho châu mơ comment ấy bàn thì đấy anh chẳng bà hay nhận được châu mơ bán mình tại admin này bà ở lại nhóm nhóm dự lòng à nắng mình đây thật đó spy hay ở ai comment ấy bàn thì thế chẳng bàn tập dụ thòm là trực tới châu dụ thòm là đi bà nâng này hay à đi cho mà tới thêm thì bấy planning planning như mình đây ha nhưng mình đang rồi bị ấy đã
planning នេះរបៀបថាខ្ញុំចង់ផុសអីទុកឲ្យហើយខ្ញុំចង់ផុសថាអូខេ tomorrow we ពួកយើងមានថ្នាក់អីហ្នឹងណាថាលក្ខណៈថានេះ assignment វា presentation 24ខែ3019ខ្ញុំផុសទុកឲ្យហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានកំណត់នេះខ្ញុំមាន status មួយដាក់ពីក្រោមថា active at នៅថ្ងៃណាថ្ងៃណាវា active អញ្ចឹងទៅបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអានៅក្នុងអានេះនៅក្នុងអានឹងតដែរហ្នឹងខ្ញុំមាន setting របស់វាមួយបាទអញ្ចឹង setting ហ្នឹងយើងអាចកែបានយើងអាចកែយើងចុចចូល setting ហ្នឹងវាមាន load នេះរបៀបថា list របស់យើងទាំងអស់ហើយអានេះ code ខ្លះរបស់យើងបាទ code ខ្លះរបស់យើងហើយយើងអាចធ្វើការកែបានពេលយើងចុចកែទៅវា load ចូលអា screen edit ខ្លះនេះបាទហើយយើង edit ហើយ submit update សាមញ្ញមកហើយអានេះ permission អញ្ចឹងអាតតមួយ screen setting នេះជាក់ស្ដែងតាមការពេលយើង develop មកយើង develop គិតថាចង់មានអីបន្ថែមចាំ add បន្ថែមតាមក្រោយអាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងចប់មួយហើយតតមួយប៊ូតុងនេះគឺប៊ូតុង upload បាទអញ្ចឹង upload ខ្ញុំចែកចេញជា3ទៀតជាងពេលយើងចុច upload មកវាលោតចូលមកសួរយើងថាមាន3នេះយើងចង់ upload ណាអញ្ចឹង upload ទី1 upload ជាប្រភេទ question ជាប្រភេទ upload មានតិចមាន file អីលេងមួយ file មួយអីចូលមកផ្នែកហើយអានេះ upload របៀបថាជា announcement ជាលក្ខណៈថាជាសេចក្តីប្រកាសរបស់យើងជា admin ជាគ្រូអញ្ចឹងថាប្រកាសថាដល់ស្អែកយើងឈប់អីអញ្ចឹងទៅយើងអត់មានយើងអត់បានបរិញ្ញាអីយើងអាចផុសក្នុង announcement ហ្នឹងរបៀបដល់ពេលផុសទៅរបៀបចេញជាប្រភេទអញ្ចឹងចេញជាប្រភេទរបៀបតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាយើងផុសជា file ជាអីនេះចេញជាប្រភេទអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបើយើងផុសជា announcement មិញធម្មតាហ្នឹងយើងវាចេញចែកវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលដល់ screen ទី2អា screen នេះគឺអា tape ទី2នេះគឺ tape ខ្ញុំយកតាម Google នេះ class គេហៅ classwork អញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំ classwork ខ្ញុំមានន័យថារបៀបថាជាកិច្ចការអីមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានេះជាប្រភេទ file អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះខ្ញុំដាក់ថា this is the PowerPoint lesson out chapter 20អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយតទៅយើងចុចទៅយើងចុចលើ item វាមួយមួយហ្នឹងវាចូលមក detail ដែលយើងបានផុសហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង detail ដែលយើងបានផុសហ្នឹងវាមាន list title មាន list ថ្ងៃផុសថ្ងៃ deadline បើអត់មានថ្ងៃ deadline ទេដាក់ no deadline អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបាទហើយអានេះឈ្មោះ file ដែលយើងបាន upload ហើយយើងអាចធ្វើការទាញយកបានបាទហើយអា feature កន្លែងនេះគឺ clone cloud ដូចបង Parker បាននិយាយគាត់ថាយើងអាច clone លក្ខណៈថាដល់យើងមានយើងបានផុសមេរៀនស្អីចឹងហើយយើងចង់ clone ទៅថ្នាក់ផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចចុច clone អាអ្វីដែលយើងចង់ clone ហ្នឹងដល់ពេល clone ហើយវានឹង load មក screen នេះបាទវានឹង load មក screen ហ្នឹងហើយយើង select ទៅ select class ណាដែលយើងចង់ clone អញ្ចឹងយើង select ហើយយើងចុច save ទៅវានឹងចូលទៅដូចយើង repost ឲ្យខ្លះថ្មីអញ្ចឹងព្រោះយើង clone ហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងអា class work class ហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំក៏ចែកចេញជា3 theme ដែរមាន active inspire planning ដូចគ្នាអាហ្នឹងដូចគ្នាទេបាទដូចគ្នាបាទហើយរបៀបថានេះយើងអាច comment បានរបៀបថាឧទាហរណ៍ថាសិស្សក៏ចង់ comment នៃទៅលើអ្វីដែលយើងបានផុសអញ្ចឹងចុចអានេះមកប៉ោចមកវានឹងបើសិនជាកន្លែងនេះមានអ្នក comment វានឹង load listing comment អញ្ចឹងបាទវានឹង load listing comment អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងអាច comment បន្តទៅវានឹងធ្លាក់ពីលើឈ្មោះឧទាហរណ៍ខ្ញុំ comment ថែមទៀតវាធ្លាក់ពីលើឈ្មោះវិចិត្របើនឹងមួយទៀតឯងចនសញ្ញាវងណយកែមចង់អីអញ្ចឹងបាទណាអានឹងដូចគ្នាទេអានេះចុចទៅ upload បានដូចគ្នាព្រោះវាជា tape បាទហើយអាទី3នេះ listing ប្រភេទ announcement សុទ្ធ announcement សុទ្ធអញ្ចឹងមានន័យថាសេចក្តីប្រកាសដែលបានផុសហ្នឹងគឺចូលមិនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចែកចេញជា3ដូចគ្នាបាទហ្នឹងខ្ញុំចែកចេញជា3ដូចគ្នាទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតថាតកតងមួយអាកន្លែងដែលខ្ញុំនិយាយថាវាជា planning ឬមិន planning ហ្នឹងអាហ្នឹងស៊ីសងលើយើងមាន option កន្លែងដែលយើងត្រូវផុសនេះកន្លែងយើងផុសកន្លែងហើយយើងផុសហ្នឹងទៅនៅក្នុងអា screen ផុសមួយទៀតយើងនឹងមានប្រភេទ select ថាវា deadline ថ្ងៃណាអញ្ចឹងតែ screen ហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើដោយសារតែខ្ញុំអត់ទាន់បានរកនឹក concept ឃើញហើយ
tự tâm mùi phiêu thở miên ấy là ít nhưng mà toàn đằng chân nhóm chạm nhóm sắc xa screen nâng cao kì và chắc là nâng nhóm chạy chân dự bay thêm được kia đi nhóm dây chắc là đi expire planning được kia và chắc là nâng dương ai add comment ban được kia nâng dương add comment tới khơi comment chân được kia hay dương ai comment to ban được kia hay anh ấy tại dương expire dương ai comment to tiết mà này mình đây là put cùng nó dương thở comment ấy nhảy nhảy đi đây dương dương chơi cái lạnh comment tới ban review comment này thì tới ban review comment chơi tới cho detail comment cho detail là vậy để ban phong chứ và tại comment to tiết tại ai comment to tiết đấy à cái lạnh expire nhỉ và hay planning đi được cái này này mà planning đi dương phong muốn tới thì toàn ấy video tới thì active ad ngay nào thì không đã và nhưng chẳng đó thêm tí bốn cứ thêm question và thêm question chẳng đọc bây dương cho châu thêm question nhóm comment bay đi kia này dễ tất thêm bay đi kia đó và hãy anh ấy nhóm dương ly máu dương ly là bị phá chi sầm nùa và hãy ní dương đã one answer two answer three answer dương ten answer dương từ chẳng đọc bê đó nhóm chạy lơ bị anh chạy lơ answer point máu mình đây tha viên là lô cho một screen này mình đây tha dương đang ban khơi phần tái ở các con dù môi cái lại năng cứ nhẹ đã ai chạy mưa nhẹ nhẹ để trao ba năng à tota answer screen này nhẹ để chạy lên năng hay để link mà đi bán cứ miên thể admin class năng này nhóm chỉ crew bằng riêng những cái này và để ai mưa khơi chẳng bàn chẳng vậy tức là cái lại này screen này cứ private sản phẩm sơ khi ai tái nhẹ để cho mưa năng bán miên tay ở crew ấy và chẳng rồi thôi crew quật chạy mà này only admin này này và hàng lại những only admin này hàng lại nhóm chạy comment hay màu screen member này hết và phụ bị tạ tơ mũi ca ao phần tụ tia ta nắng và chấn bờ sân chỉ sơ thôi mà na té cái lại nó cứ còn là chạy à lơ nâng cái đảo chạy lừa admin nâng à answer mũi pi nâng cái đảo cứ cho mà cái lại screen answer the question nâng một trao nâng sầm nô nâng một và bờ sân chỉ bờ sân nhóm chạy sang mình tịnh bộ sách quạt design screen cái này bởi sân nhóm chỉ admin class chỉ crew người riêng chứ nhóm check cái này comment này ten comment này ní mình này bật bật này mà layout bởi vì là dân thử check nhá check máu cứ dân ai admin nó ai mơ khơi nhỉ chụp pu này nát để bạn chơi dùng nó năng class và ấy dân check lên trong một mùi mùi năng máu vì đừng cho máu là hạt tròn xin nang chứ còn bạn chơi là mạch nhỉ what is e-commerce e-commerce ấy dân tập tập hay còn bạn kia chẳng hay bản thân gì nếu dương ao bình tụ quạt trai rồi mới có khâu và lại ngần và hay bản thân chỉ cứ sát thòm nè member thòm nè quạt còn được check lừa năng tới pop quạt cho tới screen answer the question một answer the question trả lời những sự nói hay anh ấy còn chia thay thò static bao dương thế api và toàn lên nè và là bao dương interact thì chẳng và hay cho má anh ấy lật cả bao dương chẳng anh ấy dương ai select giờ mùi là bên kia select hết dương sale tới bà dương sale tới view view thực ca send the server tới bà hả à, bà to lại na tiết bà trong viện ơi bà ba bà năng này cho mà anh nắng sẽ gặp tape excel viên chẳng ngay to má ở expire button à ni expire bà expire cứ đôi khi như này phần tái chạy tơ mùi expire ní mình đây tha sao lên ai comment rồi mùi có chlau xum nu anh tía tay phù phật cầm nó tay bàn chẳng cái lại nó cứ bật mòn check tới còn là check phân tới còn ta ao mơ sầm nua trong ba này sầm nua trong lão để trời giống này ba là biết thằng trẻ và expire anh trong vụ why nè why are we learn e-commerce chẳng tờ bàn chẳng là phải cho máu li đi theo trong lão để trời nhật nông nông món cứ ọt ai là cái ta ọt ai comment ọt ai trao những sầm nua thì bàn này phù pi tập bốn còn đây còn là user check bởi vì nó thêm active user member so để nó check lừa nó lô tư sùng nua
lột từ screen nâng đài phần tái dân ai cháu dùm nuôn nâng bàn mình là dân cho kri lơ à nà mùi hết dân xèo tức xe tới mình là dân bàn cháu dùm nuôn nâng ấy phần tái bà sân gì expire hơi có trách lơ ai thâm nâng ở đâu có trách lơ ai thâm nâng bàn trong tay view only cái lại nâng view only hay show true answer cái lại nâng tới bàn hay bật bụt tông xèo ấy nâng một và bật bụt tông xèo nâng ở đâu kia ở user nâng thư cài bà này và hãy đó cái lại expire nâng thử bao member thôi mà nó click từ lừa cái lại answer nó cho mong mơ view tha ta này nó để ban chloe nó dùng luôn là hãy check tới mơ tha ta còn ban chloe dùng luôn mày còn ban chloe ít là phần tép bất ăn ai tự view score ba này nè ập ai gì nó phụ ban ta khổ quê ban ta admin này và để tao mua cái lại expire nó cứ biển nhẹ nhảy tay sống khác bây giờ dương phơi mình tên tới chạm dương phía xa thì to tiện thật thời mình cay mình to và miền ca prai pru chẳng và hay là đo cái lại planning ấy được môn này được nếu thay dương trong miền sầm núi post sầm núi tục ở hao chẳng phù dương ăn miền p chẳng chẳng dương post sầm núi tục ở hao nhưng tới tập bây đo ngay ở việc lưu cho mà excel mình chẳng là lại post tục excel mình excel planning mình planning ấy nó ảnh dương miền option select lại form via form bậc cao sầm nô năng vận tải form bậc cao sầm nô nhưng mà toàn ban bậc cao nhập thơ ban tập trong phần năng sân và nắng để tăng buổi screen question ở hai viền nhẹ nhàng tí năng bạn chẳng cho mà screen thì trong cái cứ là screen in people như mình đây thấy people nữa mình đây để tăng buổi member chẳng được non screen nữa nhóm bạn trai chụp bì thì mỗi cứ mơ member thằng ở để nó thật là trong group nắng hay women prepare chị admin chị member chị ấy chia ấy tiết anh đang si song lời dân develop về cái đó dân kết thành trở mình rule lại cái là bà hay ở tab tp nhóm ở cứ chỉ tab add bà add nó dân mình link mỗi là cái nào hay dân copy link hay dân send thằng kia tam nó tam tức là những đường bởi dân còn thì dân mình function copy link mỗi ở kia tới hay kia chỗ tam link năng để nhóm vậy à bẹp pon một cái lạnh linh nó cứ bẹp pon tăng pi cho mua cái lạnh join class này chẳng join class nắng mình này hay tập về dùng mình linh nắng dùng cho join class tới join class point máu vì mình nè join class phấn vì load mà screen này ở dùng vài câu nằng câu join tới bản thân câu nằng mình này tới vì nằng cho vì nằng cho class nằng mỏ vì nằng cho classroom mùi nằng bà hãy lại là tiện thoại này bà chẳng cái lại ad nó vì mình link nó hay cho mọi người search people search tam chung mua của bán là nó search tam chung mua của bán search tam phone number của bạn là nó bị đôi kia và search tam chung mua của bán tam phone number của bạn chẳng chọn mất vì mình chung mua của bán vì ad màu bập chẳng màu bạn search tam chung mua của bán lấy tù sắp của bạn và về máu dân ad video máu video group này và hay anh ấy upload được kia đấy anh miền ấy tê miền tập năng ấy screen nhóm cứ ai bà nhóm thơ tầm ban phần năng thế năng ấy hay tại tầng hay ở nơi hay à châu mà tập bốn nhóm miền nào ghế sân mùi chân nào ghế sân những nhóm bạn miền ấy thế còn là miền ở my class còn là check tới là bay link đã screen nè bà my class nè hay profile và nhóm nhưng mà toàn miền screen profile năng thế tận thì tới nhóm nơi bà hai chia tập ram phía rơi tiếp nhóm hỏi vậy hay create class join class about us feedback help hay dùng mỗi nâng setting bà hay đi trong cái đó nhóm đã like xong nó toàn tới nâng ngay bọn hay phát sách hoặc mình ấy thì tập bản năng thì nâng ngay hay nhóm là vô đáy nhóm sau mình phê thơ bàn tập bản năng hay nó phải tập ram phía rơi tiếp nâng phải chọn với nâng ngay ở con trang.